Nam mô A Di Phò Phò. Ở đời không nên trộm cắp vật. Ôi trời ơi, lũ bạn báo quá báo ấy. Trái bác Thảo không thấy đâu, thấy mỗi hai trái dừa khô của mình. Ai, biết chống rồi à. Quái, ai gọi ta? À, cái số thằng bạn thân, lâu lắm rồi không thấy gọi cho mình. Hôm nay gọi có chuyện gì không biết. À, alo, bạn Hiền đâu chạc hả? À, mình nghe đây. Vẫn khỏe chay, tao tuần hỏi này. Khỏe không bạn, mình vẫn bình thường. Bình thường là được, chiều tao đi ngang tao gái chơi tâm sự tí hê. À, được rồi, được. Để mình lùa đàn vịt vào sớm, rồi để đón tiếp các bạn nha. Mấy thằng khứa này, hôm nay sao tự dưng lại đến nhà mình ấy? Chắc là nhờ vả gì rồi đây. Ừ. Không được, phải thể hiện cho bọn chúng thấy mình là bạn tốt mới được. Không thể trốn được. Lâu lâu bạn mới đến chơi nhà một lần, mà trốn thì còn mặt mũi đâu nữa. Mà kinh tế độ này thì eo hẹp quá. Mới xuất chuồng đàn vịt tháng trước để trả nợ. Còn đàn vịt con thì đang ốm, lấy cái gì đãi khách đây. Kiểu này chắc phải sang bà Thu mua thiếu một cân cá đối về nướng than cho chúng nó nhai. Với lên bà Bảy mua thiếu vài lít rượu cồn mới được. Hôm nay từng này thì chỉ có mà say khướt nhè. Nhưng mà không được, rượu trắng thế này tụi nó hửi hơi biết rượu cồn liền. Phải đi kiếm cái gì mà bỏ vào chút cho có màu mới được. Rượu chuối hột hả? Đây là vạn ngày sau, biết tìm đâu mấy chén này. Hôm nay đi ngang qua đây, ghé thằng em coi nó ở nhà không. Chiến ơi Chiến, coi nhà không em. Dạo ơi, mùa này đi lùng chuối hột khó thế. Hay là chặt đỡ mấy cái cành mua này về ngâm vào rồi nói là sâm Ngọc Linh nhỉ? Nhìn màu nó thấy khác liền. Tụi bơm nhậu đó, nói thế nào chứ, nói thế này là sâm Ngọc Linh, lừa sao được nó. Không được, không ổn thế nào, tìm cách khác mới được. Nam mô A Di Phò Phò. Ở đời không nên trộm cắp vật. Quả này phải leo lên cây hái trái bắc thảo mới được. Rượu nhìn cũng ngon ra phết nhỉ. Thử hửi cái coi như thế nào. À, lại là rượu cồn của bà Bảy rồi. Ôi trời ơi, lũ bạn báo quá báo ấy. Trái bắc thảo không thấy đâu, thấy mỗi hai trái dừa khô của mình. Ai, biết chống rồi à. Thôi, chắc ta có ném một bụng, nó cũng không vơi đi ít nhiều đâu, nó không biết đâu. Đau quá, đau quá. Tôi đành đưa hai trái dừa khô này về ngâm rượu cũng được. Nói là của gấu Nam Cực. Mình và nó ta kết nghĩa huynh đệ rồi, sân si gì với nhau. Mấy ngụm rượu không biết làm ngụm nữa ha. Ngon ba cháy luôn. Chí Phèo, mày làm cái gì ở đây thế? Xâm nhập gia cư bắt hợp pháp hả? Sao lại kêu anh bằng mày? Anh vẫn chữa lại cho chú chút ít này, mấy chén rượu nhạt mà anh em sao phải tính toán thế? Ừ, anh này, để nói cho mày biết nhá, để vừa đi săn được hai quả Nam Cực này về để ngâm với cái rượu trắng của bà Bảy, quen rượu cồn của bà Bảy để chiều nay đãi khách đây. Huynh uống hết rượu rồi để thì lấy đâu chiều cho để đãi khách đây. Cái gì đấy, hai hòn Nam Cực hả? Ai chiều lại có khách hả? Thôi thế để anh đánh một chất, chiều anh ra tay anh tiếp khách cho chú nhá. Chán quá, Nam mới chạm cực. Chẳng buồn nói tí nào nữa luôn. Về, về nhanh. Huynh đệ cái gì nữa.